Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Các Bảy Màu Fish Hunter vào 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta đi tập 6, chương 41, Quân hỏi ngày về, không có hạn kỳ. Chính là cái đầu rắn kịch độc mà Hứa Thanh hay dùng để xử lý thi thể, mà tay trái của hắn giờ phút này rung nhẹ nhẹ, chậm rãi vươn ra. Sau khi từng khối vụn của viên hộ phách rơi xuống, lộ ra một cái đuôi của quỷ diện hạt đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Cái phía trước để cho bàn tay của hắn ẩn chứa kịch độc, cái sau khiến cho hắn ở trong trùng kích của bích chướng có dư lực để xuất thủ. Ngươi! Hỏa Nha run rẩy, giờ phút này nói cũng không nên lời, lại càng không cần phải nói thi pháp. Trong mắt gã lộ ra sợ hãi mãnh liệt với tử vong, giãy giụa muốn lau đi máu độc trên người, nhưng máu độc tràn ra rất nhiều, khiến cho thể lực cùng cơ thể của gã nhanh chóng trôi qua. Hứa Thanh thở sâu, sau khi đánh một trận cùng Bàn Sơn, thủy tinh màu tím liền khôi phục hết thảy độc dược. Cái này liền cho hắn biết bản thân mình có thể hóa giải độc dược. Cánh tay phải nhiễm phải độc rắn cũng không bị ăn mòn, đã nói lên hết thảy. Cái này chính là hắn nhất kích tất sát hắn chuẩn bị cho Hỏa Nha. Giờ phút này thân thể của hắn đứng lên, đi thẳng đến Hỏa Nha. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, hoảng sợ trong mắt Hỏa Nha hóa thành tuyệt vọng, vùng vẫy lui về phía sau, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đội trưởng, cứu ta! Một màn vô cùng thê thảm, để cho đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh trợn to mắt, có lòng đi cứu, nhưng lôi đội ra tay tạo thành ngăn trở, khiến cho lão căn bản không thể qua giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng tiếp cận Hỏa Nha. Mà ngay khi hắn tới, thân thể cùng tâm tính Hỏa Nha rốt cuộc tan vỡ, khiến cho dị chất nồng đậm được tích lũy trong cơ thể gã rốt cuộc không áp chế nổi. Không đợi Hứa Thanh tới gần, thân thể gã liền trong sự tuyệt vọng cứng đờ, dị chất khuếch tán toàn thân, phịch một tiếng, hóa thành một mảnh mưa máu. Có người dị hóa là lưu lại thi thể màu xanh đen, có người thì là nổ tung trở thành mưa máu. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhìn qua nơi Hỏa Nha hóa thành mưa máu, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn cùng đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh đang giao thủ cùng lôi đội. Giờ phút này mặt trời đang hạ xuống, nhưng so với hoàng hôn lúc trước lại vô cùng khác biệt, cũng không hề nghênh đón đêm tối đến mà toàn bộ bầu trời hiện ra một màu đỏ quỷ dị. Bên dưới đám mây màu đỏ, thân ảnh Hứa Thanh cũng bị phủ lên màu đỏ. Hắn thương thế đầy người đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, giống như tản mát ra một cổ áp bách khó có thể hình dung. Áp bách này khiến cho đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh tu vi vượt qua hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật sự là tử trạng của Hỏa Nha quá mức thê thảm, cái này tạo thành trùng kích cực lớn đối với nội tâm của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh. Mà lão chiến đấu cùng lôi đội hồi lâu vẫn không xong. Hơn nữa, trên người Hứa Thanh vô cùng tà môn, hết thảy những thứ này đều cho tâm thần đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh bất an. Giờ phút này, ánh mắt lóe lên, ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, lão tung một quyền đánh lùi lôi đội, không chút do dự cấp tốc rút lui bỏ chạy. Lão không muốn đánh. Lôi đội vốn định đuổi theo, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời quỷ dị màu đỏ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể hình như chấn động, máu tươi phun ra, thân thể càng ngày càng xanh, lung lay sắp đổ. Hứa Thanh nhanh chóng đi tới, một tay đỡ lấy lôi đội. Lôi đội thở hồng hộc, kêu Hứa Thanh đưa lão tới dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh đang nhanh chóng chạy xa xa, sát cơ trong mắt lóe lên. Một mình ngươi không nên đuổi theo, cả đoàn Huyết Ảnh đã bị diệt, lão ta không có thành tựu gì nữa. Thực tế, bầu trời màu đỏ này ta giống như đã từng thấy qua. Lôi đội một phát giữ lại Hứa Thanh, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Lão là một cái tai họa ngầm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn không thích bất luận cái tai họa ngầm nào, vả lại nơi đây là ở trong cấm khu,
Hứa Thanh cảm thấy chính mình có nắm chắc, giống như kéo chết Hỏa Nha vậy, kéo chết lão đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh. Nhưng lôi đội vừa nói, làm cho hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, một tiếng ca âm u tựa như thở dài vang lên từ trong rừng tung bay đến. Hết thảy dị thú trong cấm khu đang gào thét, trong một cái chớp mắt liền tan biến. Trong rừng trở lên, tiếng ca này càng ngày càng rõ ràng, dường như là một nữ tử đang u oán phu quân đi xa. Theo tiếng ca vang vọng, từng trận sương mù nhạt màu đỏ từ phía đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh nhanh chóng xuất hiện, sau đó liền vây quanh hết thảy bốn phía đổ ập đến. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, lôi đội dựa vào đại thụ một bên cũng vậy, thân thể nháy mắt run rẩy. Hai người đều ngay lập tức nhìn về phía tiếng ca truyền đến. Chỉ bất quá, người phía trước cảnh giác vô cùng, người sau trong mắt có chút hoảng hốt. Tiếng ca kia không ngừng phiêu đãng, rơi vào trong tay Hứa Thanh, làm toàn thân hắn nổi lên âm lãnh không cách nào hình dung, tựa như đặt mình ở bên trong mây máu ở cái thành trì đổ vỡ vậy. Coi như hắn bây giờ đã là luyện thể tầng 3, cũng không chịu nổi, hàm răng cũng bắt đầu rung lên, thân thể đã mất đi năng lực di chuyển. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh lúc vào cấm khu, những cấm kỵ của cấm khu mà thập tự nói, mà nơi bọn họ nhìn chăm chú. Thân thể đội trưởng Huyết Ảnh cũng dừng lại, thân thể rõ ràng run rẩy, phảng phất như có vật gì không thể nhìn thấy đang tới gần lão vậy, để cho lão mất hết cả khí lực bỏ chạy. Tận mắt Hứa Thanh nhìn thấy từng sợi bạch khí theo thất khiếu của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh bay ra, dung nhập vào bên trong huyết vụ. Mà thân thể đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh ở trong quá trình này nhanh chóng mục nát, héo rũ, cho đến khi hóa thành thây khô, biến thành bụi bặm, nửa điểm không dư thừa. Sương mù chuyển nơi bao phủ, bay về phía Hứa Thanh cùng lôi đội. Chương 42, quân hỏi ngày về, không có hạn kỳ. Theo sương mù tới gần, thân thể Hứa Thanh run rẩy, rốt cuộc thấy được nguyên do gây nên tử vong của đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh. Đó là một đôi giày nữ màu đỏ rất tàn tạ. Đây là... Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn to, hắn nhìn thấy đôi giày kia xuất hiện ở xa xa trước sương mù, sau đó ở trên bùn đất tự chuyển động, từng bước một đi về phía bọn họ. Phía trên giày là một mảnh trống trơn, chỉ có tiếng ca u oán càng ngày càng gần, giống như thật có một nữ tử không nhìn thấy thân thể đi đôi giày màu đỏ này vừa hát ca khúc vừa đi tới. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, đôi giày màu đỏ cất bước trên mặt bùn, hướng tới chính là Hứa Thanh. Một màn quỷ dị này để cho ánh mắt Hứa Thanh mãnh liệt co rút lại, thân thể muốn di động nhưng không cách nào làm được. Dường như khí lạnh như băng đã đông cứng tất cả, khiến cho hàm răng hắn cũng nhanh chóng phát ra thanh âm cách cách, trơ mắt nhìn cặp giày màu đỏ kia, từng bước một đi tới nửa ngoài trượt. Tử vong nguy hiểm, trong tích tắc, toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm của Hứa Thanh là hắn muốn lui ra phía sau, nhưng bất lực, vì có trên mắt hiện ra rất nhiều tơ máu, cho thấy giờ phút này hắn đang kịch liệt vùng vẫy. Mà cặp giày màu đỏ kia đang muốn đi một bước tới phía hắn, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm run rẩy từ bên cạnh Hứa Thanh truyền đến, đó là lôi đội. Đào Hồng, là ngươi sao? Thanh âm khàn khàn, mang theo thanh âm rung động, càng có một tia không xác định. Nhưng ngay một khắc khi lời này xuất hiện, tiếng ca quỷ dị lại két một tiếng dừng lại. Một bên giày giơ lên có chút dừng lại, chậm rãi cải biến phương hướng. Dường như đứng ở nơi đó thật sự có một nữ tử, giờ phút này đang quay người nhìn về phía lôi đội. Thấy một màn như vậy, thân thể lôi đội rõ ràng run rẩy, hô hấp dồn dập trước đó chưa từng có, thân hình mệt mỏi giờ phút này cũng có dư lực, trong mắt lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có. Chăm chú nhìn lên trên khoảng không bên trên đôi giày, tựa như ở trong mắt của lão, lão có thể thấy được một nữ tử trọng yếu như bản thân sinh mệnh của lão đang đứng ở nơi đó. Cách trở hư không,
cách thế giới, cách âm dương, lại đang bốn mắt nhìn nhau, kiên cường như lôi đội. Nhưng giờ phút này nước mắt trong mắt cũng không thể khống chế chảy xuống. Người trở về rồi sao? Thân thể của lão run rẩy giơ tay lên, như muốn bắt một cái gì đó, mà cặp giày màu đỏ kia cũng chậm chậm giơ lên, đi tới trước mặt lô đội, hơi cong xuống. Dường như người nữ tử không nhìn thấy kia, đang ôn nhu, ngồi xổm xuống trước người lôi đội, để cho cánh tay đang run rẩy của lôi đội có thể chạm vào mặt của nàng. Nhưng tay của lôi đội đã qua hư vô, không đụng phải cái gì cả. Công giả tràn hạ xuống, nước mắt càng nhiều. Chỉ có trong miệng lão lẩm bẩm, thê lương ở trong nỗi bi thương. Cho đến hồi lâu, phảng phất có một tiếng nữ tử than nhẹ từ hư vô truyền đến. Cặp dây màu đỏ chậm rãi thẳng lên, dần dần lui ra phía sau, cho đến khi thối lui ra khỏi ngoài ba trượng, liền thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo xương đỏ phía sau, đi về phía xa. Quân hỏi ngày về không có hạn kỳ. Sương mù ẩn hiện tàn khốc, ca khúc theo khói bay xa. Tiếng ca tiếp tục truyền ra, hình như trong u oán nhiều hơn đắng chát cùng phiền muộn, càng đi càng xa. Mà sương mù huyết sắc cũng lách qua bên người bọn họ, tựa như dòng chảy bình thường đổ về xa xa, cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu ớt. Cho đến khi sương mù hoàn toàn tan biến, tiếng ca cũng chậm chậm tiêu tán. Thân thể Hứa Thanh tại thời khắc này rốt cuộc khôi phục hành động. Hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ. Trước tiên chính là mạnh mẽ xoay người nhìn lôi đội ngồi ở chỗ kia. Lôi đội giờ phút này vẫn kinh ngạc nhìn xa xa, trong đôi mắt vô thần, nước mắt im lặng chảy xuôi. Hứa Thanh trầm mặt, lúc đầu vốn có lời muốn hỏi, giờ phút này cũng không cách nào nói ra miệng. Cho đến hồi lâu, lôi đội mới nghe giọng thì thào. Có phải người thấy rất kỳ quái đúng không? Hứa Thanh lặng lẽ, nhẹ gật đầu. Lúc trước, thập tự từng nói cho ngươi, ta là một trong không nhiều lắm, người đã nghe qua tiếng ca. Lôi đội nhìn phương xa, chậm rãi nói nhỏ. Người biết không, tiếng ca ở mảnh cấm khu này rất quỷ dị. Người nghe phần lớn sẽ tử vong, mà người có thể còn sống ở trong tiếng ca cực kỳ thưa thớt. Nhưng một khi có thể còn sống sót, như vậy người này sẽ được mảnh đất cấm khu này tặng cho một cơ hội, để cho lần tiếp theo khi người đó nghe được tiếng ca này thì sẽ thấy được người mà cả đời này họ muốn gặp nhất. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Cũng vì truyền thuyết này, ta đã ở bên ngoài nơi doanh địa lặng lẽ chờ đợi mấy chục năm, đợi đến lúc tóc bạc. Thẳng đến ngày hôm nay, ta nhìn thấy. Lôi đội nói đến đây, cả người hình như thoáng cái già hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt xếp lại, một cỗ cảm giác yếu ớt tràn ngập ở trên người lão. Người có người xa cách âm dương hay không? Hay là ngươi muốn gặp? Nếu có, không nên học như ta, không nên ở chỗ này. Nhìn thấy, cuối cùng cũng vậy, đều là công giả tràng. Lôi đội đắng chát thì thào, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngăn được, chảy qua trên những nếp nhăn trên mặt, nhỏ giọt rơi vào vạt áo. Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về nơi tiếng ca biến mất, sâu trong mắt dần dần trồi lên một đoạn hồi khúc. Hắn cũng có người muốn gặp. Người hắn rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Chương 43. Người đến cùng là cái gì? Có lẽ do tiếng ca, cho nên trong cái phạm vi này, tiếng dị thú gào thét thủy chung không xuất hiện lại nữa. Dường như tiếng ca kia mới chính là chúa tể của cái mảnh cấm khu này. Sau khi nó xuất hiện, vạn vật đều phải im lặng. Lôi đội yên lặng ngồi ở đó, vẫn nhìn về nơi phương xa. Chỗ đó là một mảnh đen nhánh, không có cái gì. Thần sắc Hứa Thanh có chút phức tạp, sau một lúc lâu bắt đầu lấy mắt đảo qua bốn phương, rồi cuối cùng rơi vào trên lan nha bỗng cùng với tấm thuẫn của mang quỷ. Thi thể của mang quỷ giống với tất cả thi thể ở đây đều trở thành bụi bặm sau khi tiếng ca và sương mù rời đi, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Mà thập hoang dã
thường thường cũng không có thân nhân, cho nên cho dù bọn họ tiêu tán cũng có rất ít người để trong lòng. Coi như là có, cuối cùng sẽ ở năm tháng trôi qua mà chậm rãi quên đi, cho đến một vài năm sau, không người biết được, không ai nhớ kỹ. Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ tới trong xóm nghèo, vị giáo thư tiên sinh đối xử với hắn coi như là tốt kia, vào lúc bệnh tật gần đất xa trời, đối với đám trẻ bọn họ đã từng nói một câu: trong lòng có người không thể quên mất là một loại đau khổ, mà được người ghi ở trong lòng mới là một loại hạnh phúc. Hứa Thanh vào lúc đó không hiểu lắm những lời này, nhưng giờ phút này hắn nhìn qua Lôi Đội liền hiểu hàm nghĩa những lời này, vì vậy không đi quấy rầy mà lặng lẽ đi đến nơi thi thể mang quỷ từng nằm, xuất ra dao găm đào mặt đất lên. Tuy giao thiệp cùng mang quỷ không sâu, chuẩn xác mà nói cũng chỉ là mấy ngày, cũng chỉ nói chuyện mấy câu, nhưng đối với phương truyền thụ kinh nghiệm trong rừng rậm cho hắn, cùng nhau đi ra trong sinh tử với đàn sói, cuối cùng mình cũng mượn cái thuẫn của đối phương cản trở quả cầu máu đen, cho nên Hứa Thanh cảm thấy chính mình phải làm chút gì đó. Như hắn trước khi rời khỏi thành trì hỏa táng thi thể toàn thành vậy, hắn dùng lực đào lấy bùn đất, dần dần đào ra một cái hố. Sau đó lấy lăng nha bổng cùng với mảnh vỡ tấm thuẫn của mang quỷ chôn xuống. Trong quá trình này, Hứa Thanh rất nghiêm túc, cũng không chú ý tới Lôi Đội sau lưng, chẳng biết từ lúc nào đã thu hồi ánh mắt nhìn rừng rậm mà nhìn qua hắn. Trong thần sắc có một tia kỳ dị, giống như lần đầu nhìn thấy hắn ở bên trong thành trì đổ vỡ, khi nhìn thấy Hứa Thanh chôn vũ khí của mang quỷ, sau đó hình như muốn làm một cái bi mộ. Lôi Đội nhẹ giọng mở miệng: thập hoang dã không cần bia mộ, bụi về bụi, đất về với đất, đây là nhân sinh của thập hoang dã. Khi còn sống vung vẩy ở giữa hậu thế, sau khi chết cũng không nên tế bái, im lặng là được. Nói đến đây, khí tức Lôi Đội càng ngày càng suy yếu, thương thế rất nghiêm trọng, dị chất tích lũy cùng với tâm thần hao tổn khiến cho lão chống đỡ không nổi, thế giới chậm rãi mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền rơi vào hôn mê. Hứa Thanh đến gần, từ trong túi xuất ra một chút thất diệp thảo nhét vào trong miệng Lôi Đội. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng vật này dùng để chế tạo bạch đan chắc là vẫn có tác dụng giảm bớt đi dị chất. Làm xong những thứ này, hắn vác Lôi Đội lên trên người, dùng quần áo trói chặt lại, lúc này mới thở sâu, đi vào trong đêm tối, chạy thật nhanh ở trong rừng rậm. Lúc đi ngang qua chỗ đội trưởng tiểu đội huyết ảnh hóa thành tro bụi, Hứa Thanh thấy được một cái túi da, nhặt lên mở ra, bên trong cũng không có đan dược, chỉ có vài vật lẫn lộn. Vì vậy, hắn thu hồi, nhoáng một cái đi xa. Lúc ý thức Lôi Đội hơi khôi phục, đã là sau nửa canh giờ. Lão mơ hồ cảm nhận được mình bị một cái thân thể gầy ốm cõng trên lưng, theo người kia nhảy lên chạy, chậm rãi mở mắt ra, thấy được một bên mặt của thiếu niên, lão trầm mặc. Hứa Thanh cũng phát giác được Lôi Đội thức tỉnh, thấp giọng mở miệng: tốt hơn chút nào không? Người có thể tiếp tục ngủ, qua thêm mấy canh giờ, trước hừng đông chúng ta có lẽ có thể đi ra khỏi cấm khu. Lôi Đội không nói gì, thân thể suy yếu càng ngày càng không thể che lấp hết sự già nua. Lão cố gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, nhắm mắt chậm rãi mơ hồ. Trước khi ý thức lại một lần nữa muốn lâm vào hôn mê, lão thì thào nói nhỏ: tiểu hài tử, người biết tại sao lại ở bên trong thành trì đổ vỡ, hai lần đưa ra đề nghị muốn mang người đi cùng không? Thân ảnh Hứa Thanh cũng không dừng lại, lắc đầu: vậy ngươi còn nhớ rõ tình cảnh lúc chúng ta lúc trước gặp nhau không? Thanh âm Lôi Đội yếu ớt nói: nhớ kỹ. Thân thể Hứa Thanh khẽ động, nhảy lên một cái cây đại thụ, tay phải giơ một trảo qua bên cạnh, nhanh chóng bắt một đầu thằn lằn dị hóa ẩn núp ở nơi đó, thuận thế ném nó tới mặt đất phía trước. Phịch một tiếng, theo con thằn lằn rơi xuống, rất nhiều nhánh mây trên mặt đất bắt đầu vặn vẹo, cấp tốc quấn quanh tới,
trong khi con thằn lằn vùng vẫy, liền đâm rách làn da của nó, thôn phệ máu thịt nó. Hứa Thanh mượn nhờ cơ hội này nhảy lên, tránh qua nguy hiểm, tiếp tục đi xa. Giờ phút này, sau lưng truyền đến tiếng lôi đội, vô lực thì thào, thanh âm ốm yếu, nếu không phải rất gần, rất khó nghe rõ. Khi ta nhìn thấy thân ảnh ngươi đang hỏa táng thi thể, lúc ấy hỏa diễm bên cạnh ngươi, thân ảnh ngươi bị ánh lửa chiếu rọi, lại giống như hòa hợp lại với lửa, để cho ta dường như thấy được một tia ôn hòa ở trong cái thế giới tàn khốc này. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, trầm mặc, lôi đội cũng lần nữa lâm vào hôn mê. Sau mấy hơi thở, Hứa Thanh lặng yên giơ chân lên, tiếp tục chạy thật nhanh trong rừng, xuyên thẳng qua cây cối, nhanh chóng đi xa. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua một canh giờ. Hứa Thanh tránh đi hung hiểm, thân ảnh cách biên giới rừng rậm càng ngày càng gần. Giờ phút này chính là thời điểm cuối cùng của màn trời đêm. Âm hàn trong đêm đến từ cấm khu xâm nhập bốn phía. Cũng may Hứa Thanh một mực di chuyển tốc độ cao, thân thể sinh ra nhiệt lượng tự nhiên, thoáng chống cự một chút băng hàn. Chỉ là theo hắn đi về phía trước, luồng âm lãnh càng ngày càng mãnh liệt. Một nén nhang sau, thân ảnh Hứa Thanh chợt ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Phía trước hắn, trong rừng xuất hiện rất nhiều sương mù. Màn sương mù này dày vô cùng, đang xa xa tràn ngập ra chung quanh. Nhưng cái này khác với lúc Hứa Thanh chứng kiến tiếng ca, cảm giác áp bách của nó hình như cũng không quá mãnh liệt. Chỉ là ánh mắt bị sương mù bao phủ, bên trong là một mảnh mơ hồ, căn bản là không cách nào thấy rõ hết thảy chung quanh. Thực tế, giờ này vẫn là đêm tối, liền khiến cho sương mù che lấp còn nhanh hơn nữa. Hứa Thanh muốn tránh đi, nhưng hắn chạy trốn thật lâu, vẫn như trước bị sương mù đánh tới. Hắn biết rõ đây là cái gì. Lúc mới đi vào cấm khu, thập tự cùng Lan Nha đã từng nói qua, nguy hiểm bên trong cấm khu có một loại gọi là sương mù. Nếu như bị sương mù này bao phủ, mọi người ở bên trong sẽ mất đi phương hướng, cuối cùng lạc đường. Vả lại, đám sương mù này một khi hình thành, thường thường cần thật lâu mới tự nhiên tản đi. Chương 44, người đến cùng là cái gì? Hứa Thanh cảm thấy mình mặc dù có thể chống cự đến lúc sương mù tiêu tán, dị chất trong cơ thể sẽ không tăng vọt, nhưng lôi đội đang suy yếu thì không được. Nếu là bị giam ở trong đó, không lâu về sau nhất định sẽ bị dị hóa rồi tử vong. Cái này làm cho Hứa Thanh cần phải lui về phía sau, muốn dùng khoảng cách lớn lách qua sương mù. Nhưng sương mù quá lớn, dù tốc độ của hắn nhanh đi nữa, vẫn bị rơi vào bên trong hoàn cảnh khắp nơi đều là sương mù, không chỗ có thể trốn, bị bao phủ ở bên trong sương mù. Nhưng rất nhanh, chỗ sương mù bao phủ Hứa Thanh kia lại dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng lại lộ ra thân ảnh Hứa Thanh đang ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân của mình, trong đêm tối không nhìn rõ bóng dáng. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được sương mù ở bên người giờ phút này đang nhanh chóng tràn vào lòng bàn chân của mình. Thật giống như cái bóng không nhìn thấy kia đang tạo thành một cái vòng xoáy thôn phệ bốn phía. Tốc độ cắn nuốt này không hề nhanh, vả lại không bao lâu liền giống như đã ăn no rồi, không hấp thu nữa, khiến cho sương mù lại bao phủ thân ảnh Hứa Thanh. Nhưng khi cái bóng thôn phệ xong, liền có một cỗ lực lượng phản hồi vào trong cơ thể Hứa Thanh, hội tụ tới hai mắt, trong mắt sương mù rậm rạp lại biến thành trong suốt. Hoặc là không thể hình dung là nhìn thấu, mà là cảm giác. Rõ ràng sương mù vẫn tồn tại như trước, rõ ràng rậm rạp vô cùng, nhưng trong cảm giác của hắn lại chỉ là thoáng mơ hồ, xa xa không tới tình cảnh cản trở ánh mắt khiến cho người ta bị lạc. Cái này khiến cho hô hấp Hứa Thanh dồn dập một chút, cúi đầu nhìn cái bóng không thấy được ở dưới chân mình. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh nói nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu cảm giác bốn phía, trầm mặc nghiêng thân thể bắt đầu di chuyển, tốc độ không giảm, trong sương mù dày đặc tựa như một đạo u linh, nhanh như tên bắn vụt qua.
Cho đến không lâu sau, ở trong sương mù rậm rạp, Hứa Thanh thấy được người sống. Đó là hai tên thập hoang dã. Hứa Thanh mơ hồ, nhớ kỹ từng ở trong doanh địa nhìn thấy qua. Hai người này giờ phút này đang cầm tay lôi nhau đi, ở trong sương mù dày đặc như mù lòa vậy, dần dần đi từng bước về phía trước. Nhưng ở trong cảnh giác của Hứa Thanh, bọn họ thì tưởng là đi về phía trước, trên thực tế đều là đang đi vòng quanh. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện cái này. Mồ hôi trán ồ ồ chảy ra, lộ ra sự căng thẳng cùng với tuyệt vọng đối với tương lai. Liếc mắt nhìn hai người này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái liền muốn ly khai. Hắn không có sinh ra đồng cảm, hắn sinh hoạt ở cái thế giới tàn khốc này, mục đích không phải là cứu người, song bản thân lại bị cắn trả. Ví dụ như này ở trong xóm nghèo hắn đã thấy quá nhiều. Nhưng đối với người bị che đậy thị giác mà nói, thính lực ở thời điểm này cực kỳ nhạy cảm, cho nên lúc Hứa Thanh cất bước rời đi vẫn bị bọn họ phát hiện. Thần sắc hai người lập tức lộ ra căng thẳng, bọn họ không cách nào phân rõ âm thanh truyền đến là của thú hay người. Vì vậy, một người ở trong đó gầm nhẹ, biểu lộ hung tàn, như muốn dùng cách này để chấn nhiếp. Mà một vị khác thì là hô to cầu cứu, thậm chí vì hiển lộ thành ý, lại từ trong túi da xuất ra bạch đan cùng linh tệ, ngôn từ gần như cầu xin, chỉ vì một đường sinh cơ. Bước chân Hứa Thanh ngừng một chút, quay lại nhìn bạch đan trong tay người kia, lại cảm thụ một chút lôi đội đang suy yếu sau lưng. Vì vậy, liền suy tư một lúc rồi mở túi da ra, tìm ra một căn ngọn nến châm lên, chỉ là ánh lửa kia có vẻ yếu ớt, sương mù giống như đang trấn áp, ánh lửa từ từ ảm đạm. Thời dịp còn có ánh lửa, Hứa Thanh lui ra phía sau một chút khoảng cách, nhìn hai người cách đó không xa, chậm rãi mở miệng. Đi thẳng bên phải 7 bước, lại đi bên trái 10 bước. Theo thanh âm Hứa Thanh truyền vào, thân thể hai tên thập hoang dã kia cũng rung động lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hô hấp dồn dập, lập tức dựa theo Hứa Thanh chỉ điểm đi làm. Rất nhanh, tại Hứa Thanh lần lượt chỉ lệnh bên trong, bọn họ rẽ ngang, rẽ dọc, tránh được chỗ nguy hiểm. Sương mù trước mắt cũng nhờ tới gần ánh nến, chậm rãi, mỏng manh. Cho đến khi bọn họ đi vào phạm vi ánh nến sắp tắt, bị ánh lửa chiếu rọi, như người đuôi tái hiện quang minh, lập tức liền té nhào vào bên cạnh ngọn nến, tâm tình kích động, mãnh liệt sôi trào. Về phía Hứa Thanh, giờ phút này giấu ở chỗ tối bên cạnh, dù là ánh lửa hơi chiếu rọi, nhưng thân ảnh vẫn là mơ hồ, mặt không cảm xúc, nhìn bộ dáng kích động của hai người trước mắt này, nhàn nhạt mở miệng. Đưa bạch đan cho ta. Thân thể một người trong đó run rẩy, sau tai nạn tìm được sống sót liền không chút do dự, lập tức liền đưa túi da chứa linh tệ cùng bạch đan trên người cho Hứa Thanh, liên tục nói lời cảm tạ. Mà một vị khác vừa muốn từ trên người cầm đan dược ra, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân ảnh Hứa Thanh, vẻ kích động có chỗ thu liễm. Bởi vì cho dù Hứa Thanh đứng ở một nơi bí mật gần đó, sương mù mỏng manh lượn lờ, cho nên ở trong mắt người này thấy không rõ gương mặt Hứa Thanh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy cùng với phía sau giống đang cõng theo một người hôn mê. Vì vậy bên trong ánh mắt gã liền hiện lên một tia âm u, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, bày ra bộ dáng chân thành mở miệng. Vị tiểu huynh đệ này, bạch đan trên người ta đã ăn hết, nhưng ngươi yên tâm, đợi sương mù tản đi, hoặc ngươi có biện pháp đưa ta đi ra ngoài, ta nhất định báo đáp gấp bội cho ngươi. Nói xong, ánh mắt gã hơi lóe lên, nhìn về phía Hứa Thanh, có chút kích động. Tên đồng bạn bên cạnh kia, giờ phút này cũng hơi tiếc nuối, cảm thấy mình lúc trước hình như cho quá nhanh. Hứa Thanh nhìn thật sâu cái người không cho bạch đan kia, không nói chuyện, chỉ là giơ tay phải vung lên, một cơn gió thổi qua, ánh lửa của ngọn nến nháy mắt bị dập tắt, bốn phía lần nữa lầm vào đen nhánh trong sương mù. Tiếng kinh hô vừa từ trong miệng người nọ truyền ra, Hứa Thanh liền nhoáng một cái tới gần, giật xuống cái túi da từ trên người kia, sau đó thanh âm bình tĩnh vang vọng bốn phía.
Không cần, người ở lại bên trong này đi. Đợi một chút, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta cho ngươi bạch đan, ta... Người này nhất thời cấp bách, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng thân thể lại bị cây cối dưới chân ngăn lại, trực tiếp ngã sấp xuống. Lúc bò lên, thanh âm hô hoáng của gã càng thêm lo lắng, hối hận mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần. Tiểu huynh đệ, người nghe ta giải thích, ta... Hứa Thanh không đi để ý tới đối phương hô hoáng, đi đến phía người cho mình bạch đan. Sắc mặt người này hoảng sợ, tràn đầy khủng hoảng khi nhìn lại lần nữa lâm vào sương mù. Ngay khi gã còn không phát hiện, Hứa Thanh từ kia bên trong người gã đi ngang qua, nhàn nhạt mở miệng, đi theo tiếng bước chân của ta. Nói xong, Hứa Thanh không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Mà người nọ nghe xong lời này của Hứa Thanh, hô hấp lập tức dồn dập, nghe tiếng đi theo, đáy lòng giờ phút này thấy may mắn trước đó chưa từng có. May mà vừa tốc độ đưa thù lao của mình nhanh, nhất là nghe tiếng kêu rên lo lắng sau lưng rất nhanh chuyển hóa thành cầu cứu, rồi không có kết quả biến thành điên cuồng chửi bới. Ý tuyệt vọng bên trong giọng nói kia khiến cho đáy lòng của gã run rẩy. Đối với chủ nhân tiếng bước chân phía trước, càng có cảm giác kính sợ mãnh liệt. Chương 45, Bách Đại Sư. Không chú ý sau lưng có người đi theo, Hứa Thanh cõng lôi đội trên lưng, vừa đi về phía trước, vừa lấy bạch đan trong túi da ra cho lão ăn tiếp nữa. Có lẽ là tác dụng của bạch đan, cũng có lẽ là công hiệu của thất diệp thảo, sắc mặt lôi đội dần dần cũng không tiếp tục xanh đen nữa. Chỉ là dị chất trong cơ thể quá mức nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn, lấy bạch đan bây giờ của Hứa Thanh còn chưa đủ để hoàn toàn áp chế, cho nên vẫn rơi vào hôn mê. Hiển nhiên những gì xảy ra trong chuyến đi cấm khu lần này có ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Vì vậy, ở trong đêm khuya, ngay trên đường về, lúc Hứa Thanh lần nữa gặp sương mù vây khốn, những thập hoang dã đang ở trong tuyệt vọng, lấy bạch đan làm đại giới, được Hứa Thanh cho phép bọn họ đi theo phía sau mình, nghe tiếng bước chân của hắn đi về phía trước. Đương nhiên, trong đó vẫn gặp vài người đuôi mù, nhưng những người này cuối cùng cũng trở thành những người may mắn đi theo sau lưng Hứa Thanh, cũng khiến cho bọn họ càng thêm kính sợ đối với Hứa Thanh. Phần lớn người suy đoán hắn là loại người trời sinh có tinh thần lực cường đại, bởi vì chỉ có loại người này mới có thể ở trong sương mù không bị hạn chế. Về loại người này, Hứa Thanh lúc trước liền từ chỗ Loan Nha nghe nàng nói qua, cũng là lý do hắn nghĩ tới khi thấy Bạch Đan cứu người. Cho nên có cái này che đậy, hắn cũng không lo lắng bí mật của bản thân bị lộ ra. Mà tính tổng cộng hơn 10 viên bạch đan, rốt cuộc cũng để cho sắc mặt lôi đội khôi phục được một chút, từ xanh đen biến thành màu xanh, hô hấp cũng càng nhiều hơn lúc trước một chút. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện ra lực lượng đến từ cái bóng sắp không cách nào tồn tại lâu hơn được nữa. Giờ phút này, theo hắn đi về phía trước, dần dần cảm giác sương mù phía trước đã không còn trong suốt như cũ nữa, mà dần dần biến thành mơ hồ, giống như không quá lâu nữa, hắn cũng sẽ không khác biệt lắm với những người khác. Cũng may nơi đây đã cách bên ngoài không phải rất xa, cho nên mặc dù tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng ở dưới tốc độ tăng nhanh của Hứa Thanh, với bóng tối trên trời chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời đang ngẩng đầu. Một khắc khi tia nắng ban mai chạm tới đại địa, hắn lưng cõng lôi đội, rốt cuộc xuyên thấu qua khe hở của rừng cây, thấy được thế giới bên ngoài cách đó không xa. Tâm tình Hứa Thanh chấn động, thân thể nhoáng một cái trực tiếp vọt tới biên giới, cất bước đi ra khỏi rừng rậm. Ngay khi bước qua giới hạn âm lãnh, cơn gió mang theo ánh nắng ấm áp đã rơi vào trên người Hứa Thanh. Bởi vì ánh sáng quá lớn, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại, đứng ở biên giới, hít một hơi thật sâu không khí ở bên ngoài. Cùng lúc đó, những cái người theo phía sau hắn cũng ở gần biên giới, nhao nhao khôi phục thị lực. Từng người mang theo kích động, cửu tử nhất sinh, toàn bộ lao ra. Nháy mắt khi bước vào thế giới bên ngoài, bọn họ cũng phấn khởi không thôi. Có một lão đầu thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẽ hôn bùn đất ở bên ngoài. Mà giờ phút này, đám bọn họ rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng của Hứa Thanh.
thấy rõ phía sau lưng Hứa Thanh đang buộc cổng theo lôi đội. Người phía trước có lẽ không phải rất nhiều người biết, nhưng người sau thì không ai không biết. Cho nên khi thấy bộ dạng Hứa Thanh cùng lôi đội chiếu vào trong mắt bọn họ, ấn tượng với Hứa Thanh cũng nhao nhao hiện ra. Tiểu hai tử, lôi đội! 4-5 người đi theo đều nhao nhao chấn động. Nhưng khi ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bọn họ theo bản năng liền im tiếng. Thực sự là trên đường đi, Hứa Thanh ra tay lạnh lùng đối với những người lòng mang ác ý, sớm đã chấn nhiếp bọn họ. Không đi để ý tới bọn họ, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, đang muốn lao thẳng đến nơi trú quân. Nhưng vào lúc này, xa xa có hai thân ảnh gào thét đến, nhanh chóng tới gần. Chính là Thập Tự cùng Lan Nha. Bọn họ dĩ nhiên trở về, cũng không ở trong doanh địa, mà là ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Bọn họ cũng đã thương lượng xong, nếu như hôm nay đám người lưu đội còn chưa có đi ra, sẽ lại đi vào bên trong tìm kiếm bọn họ. Cho nên khi từ xa thấy được thân ảnh Hứa Thanh, hai người liền dùng tốc độ cao nhất tới gần. Sau khi chú ý tới lôi đội được buộc sau lưng Hứa Thanh, ánh mắt Thập Tự chợt co rút lại. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt khi rơi vào trên người Hứa Thanh lại hóa thành nhu hòa. Sắc mặt Loan Nha cũng là biến sắc, sát cơ trực tiếp tràn ngập, quét về phía những người đi theo Hứa Thanh ra ngoài. Những người này lập tức hô hấp dồn dập, nhào nhào cảnh giác. Không liên quan tới bọn họ, cũng nhờ bọn họ, nếu không lôi đội sợ là không có cách nào kiên trì tới bây giờ. Hứa Thanh mở miệng, sát cơ của Loan Nha tiêu tán. Những người đi theo hắn ra ngoài, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc nhìn Hứa Thanh, ngoại trừ kính sợ cũng ẩn chứa một tia cảm kích. Vì vậy, chắp tay với hắn, sau đó tự mình rời đi. Bọn họ đi rồi, Thập Tự tiến lên muốn dìu lôi đội từ trên người Hứa Thanh xuống, nhưng bị Hứa Thanh ngăn cản. Để cho lôi đội ngủ tiếp đi, ta còn có thể. Hứa Thanh thở sâu. Tốt, chúng ta quay về doanh địa, dẫn người đi tìm Lan Trung. Thập Tự gật đầu, lấy ra bạch đan cho lôi đội ăn. Sau đó cùng Lan Nha một trái một phải làm bạn, ba người chạy vội về doanh địa. Lan Nha trên đường đi nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: mang quỷ đâu? Tiểu đội huyết ảnh còn truy kích hay không? Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng: mang quỷ dị hóa, chết trận. Những lời này để cho bước chân Thập Tự cùng Lan Nha dừng lại, thần sắc im lặng. Dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập bi thương. Lan Nha càng có chút thất thần. Cho đến khi Hứa Thanh nói câu thứ hai, để cho thân thể hai người bọn họ rung lên bần bật, nháy mắt nhìn Hứa Thanh, mang theo một tia không thể nào tin. Tiểu đội huyết ảnh toàn diệt. Hứa Thanh cúi đầu, trong lúc đi về phía trước chậm rãi mở miệng: cho nên thương thế đội trưởng mới cùng dị chất mới nghiêm trọng như thế à? Loan Nha thì thào, hình như đã có đáp án, nhưng thần sắc của Thập Tự lại có chút kỳ dị. Y cảm thấy trong chuyện này có lẽ cũng không phải là như thế. Vì vậy liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhưng cũng không hỏi. Hứa Thanh không giải thích, cũng không nói về chuyện tiếng ca. Đây là bí mật của lôi đội, nói hay không nói, hắn không cách nào quyết định. Cứ như vậy, ba người một đường chạy vội, sau không lâu liền về tới trong doanh địa. Trước tiên liền đi đến đội xe từ bên ngoài đến, đi tới chỗ Lan Trung mà trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn. Chương 46, Bách Đại Sư. Tiểu đội Lôi Đình xuất hiện, khiến cho hàng người xếp ở đó cũng đều nhao nhao cảm nhận được sự nghiêm túc trên người bọn họ. Thấy được lôi đội đang hôn mê, những người xếp hàng bên ngoài lều Lan Trung, những người phía trước lanh lợi lập tức nhượng ra vị trí. Tiểu đội Lôi Đình được mọi người nhường, rất nhanh liền là cái thứ nhất bước vào bên trong lều trại. Lều vải rất lớn, nồng đậm mùi thuốc. Bên trong ngoại trừ một chút hộ vệ mặc thiếp giáp, còn có một thập hoang dã thần sắc co quắp đang được xem bệnh. Vì xem bệnh kia là một lão giả cầy còm. Lão ăn mặc một cái trường bào màu tím xám bình thường,
nhưng được tẩy vô cùng sạch sẽ. Trên mặt rải rác nếp nhăn, nhưng có thể thấy hai mắt lại cực kỳ có thần, ẩn chứa cơ trí như ngôi sao vậy, dường như liếc mắt có thể xem thấu nhân tâm. Bên cạnh, hai bên trái phải của lão phân biệt ngồi một nam một nữ. Nam là một thiếu niên tuổi tương tự cùng Hứa Thanh, mặc trường sam tơ lụa màu lam, trên tóc còn có một khối hắc ngọc, phần eo có một cái ngọc bội khác hình con rồng buông thõng, sợi vải màu vàng từ ngọc bội trải ở ngoài bồ đoàn. Tướng mạo thiếu niên tuấn lãng, toàn thân sạch sẽ, chỉ là giờ phút này hình như có chút chưa tỉnh ngủ, một tay chống cằm, một tay cầm lấy một quyển sách thuốc, giống như không có tinh thần nhìn, thỉnh thoảng che miệng ngáp vài cái. Một bên khác là một cái thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc váy dài màu lam, tóc dài như thác nước vậy, có khuôn mặt tiêu chuẩn hình trái xoan, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Một đôi mắt trong sáng, trong vắt thanh tịnh, rực rỡ như sao, giờ phút này chú ý tới thiếu niên bên người ngủ gà ngủ gật. Nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn quyển sách thuốc trong tay. Chỉ là bên trong nụ cười kia, ánh mắt của nàng giống như trăng lưỡi liềm vậy, dường như tràn cả linh vân ra ngoài. Mà ở một cái nhăn mày, một nụ cười này, thần sắc cao quý trên người, tự nhiên khiến người ta hãi sợ, thán phục với sự thanh nhã thanh tú của nàng. Một đôi kim đồng ngọc nữ có thập hoang dã hầu như chưa bao giờ thấy qua, người trong trẻo như vậy. Ngay cả Loan Nha cũng có chút thấy mình dơ bẩn, dù là thập tự cũng đều phải nhìn thêm vài lần. Về phần Hứa Thanh, hắn nhìn qua quyển sách trong tay bọn họ, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dùng càng nhiều lực chú ý vào người lang trung phía trước. Giờ phút này, vị lang trung kia đang căn dặn vài câu với thập hoang dã tới xem bệnh. Theo vị thập hoang dã kia cảm kích rời đi, lão rửa hai tay ở trong cái chậu đồng thanh ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đám người Hứa Thanh. Ánh mắt đảo qua, đầu tiên là rơi vào trên người Hứa Thanh, giống như có một chút thâm ý, sau đó nhìn qua lôi đội được hắn buộc trên lưng, chậm rãi mở miệng. Để lão xuống đi. Hứa Thanh chẳng biết tại sao, ở dưới ánh mắt của lão giả này lại có một chút căng thẳng, giống như trở về trong xóm nghèo đối mặt với giáo sư tiên sinh vậy. Vì vậy, dưới sự trợ giúp của thập tự, hai người cẩn thận bỏ lôi đội xuống để cho lão nằm thẳng trước mặt lão giả. Mà lôi đội giờ phút này cũng chậm rãi thức tỉnh, sau khi thấy lều vải liền sững sờ, cũng nhìn thấy Lang Trung cùng đám người Hứa Thanh. Vừa muốn bò lên, lão giả Lang Trung liền nhàn nhạt mở miệng: "Nằm yên." Lời này vừa nói khiến cho lôi đội nhìn Lang Trung, ánh mắt hai người nhìn nhau, lôi đội trầm mặc vẫn là bò dậy, được thập tự tiến lên dìu. Lão cúi đầu nhìn về phía Lang Trung: "Một chút thương thế, bọn họ còn chuyển ta đến tận nơi đây, không dám gây phiền toái cho Bách đại sư, ta không sao." "Ngươi quen biết ta?" Lão giả Lang Trung có chút nghi ngờ nhìn lôi đội. "Nhiều năm trước đã từ xa xa trông thấy Bách đại sư." Lôi đội gật một cái rất là cung kính. Bách đại sư liếc mắt thật sâu nhìn lôi đội, chậm rãi mở miệng: "Thương thế này của ngươi không coi vào đâu, dị chất trong cơ thể cũng đã bị áp chế lần nữa, không tính là trở ngại lớn. Về phần tâm thần hao tổn, hiển nhiên là gần đây cảm xúc chấn động quá độ đã thương tâm mạch. Những thứ này gộp chung vào một chỗ, mặc dù có chút phiền phức thế nhưng còn tốt, có thể chữa trị. Nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nội thương trong cơ thể ngươi từ nhiều năm trước. Trước kia ngươi hẳn là bị người ta phế đi căn cơ, một thân tu vi bây giờ là tu luyện lại à. Ngươi có thể ở trong tình huống bị hủy căn cơ tu hành cho tới trình độ bây giờ cũng không dễ dàng. Chỉ là những thứ này tập hợp vào cùng một chỗ, ngươi đã sắp hết thọ mệnh. Thuốc bình thường đã rất khó trị, lão phu cũng bất lực cho ngươi một bộ thuốc có thể trị tới trình độ nào phải xem tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi nhớ lấy, từ giờ trở đi không thể tiếp tục tu hành thổ nạp, nếu không dị chất lần nữa tăng lên sẽ khiến cho nội thương tái phát.
sẽ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lời Bát Đại Sư vừa nói ra, thập tự cùng Lan Nha trầm mặc, hiển nhiên là biết rõ việc căn cơ của Lôi đội từng bị phế. Hứa Thanh không biết cái này, nhìn Lôi đội, trong đầu chợt nhớ tới tiếng ca bên trong cấm khu, cặp giày màu đỏ của thiếu nữ kia. Không có phương pháp khác nữa sao? Thập tự trầm thấp hỏi. Có, nếu như có thể tìm tới các loại thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, tự nhiên có thể hồi phục lại tính mạng cả đời. Bên trong cấm khu chung quanh đây, nhiều năm trước nghe nói xuất hiện một cây. Thập tự trầm mặc, trong mắt Lan Nha hiện lên sự lo lắng. Hứa Thanh nhìn Lôi đội, mà so với bọn họ, thần sắc Lôi đội lạnh nhạt, mỉm cười. Không nghiêm trọng như vậy, đều là bệnh cũ, không quấy rầy Bát Đại Sư. Lôi đội nói xong lại cúi đầu về phía Bát Đại Sư, gọi đám người Hứa Thanh. Ba người Hứa Thanh lần lượt bái tạ Bát Đại Sư, cầm lấy phương thuốc đối phương cho rồi rời đi. Chỉ là trong lòng Hứa Thanh không biết có phải mình cảm giác sai hay không, hắn cảm thấy lúc mình bái tạ rời đi, ánh mắt Bát Đại Sư nhìn mình mang theo một chút dò xét. Trên đường đi, tiểu đội Lôi Đình trầm mặc. Sau khi về tới chỗ ở của Lôi đội, thập tự cùng Lan Nha muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng bị Lôi đội đuổi đi. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, Lôi đội từ bên trong phòng lấy ra một chút thuốc lá, lại từ trong túi da xuất ra một cây tẩu thuốc, nhét vào trong đó bật lửa, rít một hơi thật lớn. Khi phun ra khói, lão thở phào một hơi, nhìn qua vẻ mặt ân cần của Hứa Thanh, phất phất tay bên trong tẩu thuốc, cười mở miệng. Ở bên trong cấm khu, luôn nhớ tới nó, sau khi trở về hút được một hơi thật là thoải mái. Cái đồ chơi này so với bất kỳ loại thuốc gì đều có tác dụng hơn nhiều. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Bồi ta uống chút. Lôi đội không để cho Hứa Thanh nói ra, hình như lão không muốn nghe. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lão sau một lúc lâu. Ăn thịt rắn. Chương 47, khói lửa nhân gian. Doanh địa của thập hoang dã, ngoại trừ nhu yếu phẩm sinh tồn, nhiều nhất đúng là thịt. Bởi vì ở phụ cận cấm khu, mỗi ngày đều có thập hoang dã ra vào, cho nên tất cả thịt đều được bán ở trong các quầy hàng trong doanh địa. Vì vậy, sau khi nghe Hứa Thanh muốn ăn thịt rắn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của Lôi đội lộ ra nụ cười thoải mái. Lão hiểu được, sở dĩ cậu bé nói muốn ăn thịt rắn là bởi vì câu nói trước kia của mình hiển nhiên đã được đứa bé trước mắt một mực ghi tạc trong lòng. Vì vậy, lão ngăn cản Hứa Thanh đang định đi ra ngoài mua thịt. Đám người trong doanh địa kia, từng tên đều rất gian xảo, nhưng lại không hiểu lắm với dị thú trong cấm khu, rất dễ bị hàng bị lừa, dẫn đến tình huống ép mua ép bán, vẫn là để ta đi cho. Lôi đội nói xong liền đứng lên. Nghe được bốn chữ ép mua ép bán này, Hứa Thanh theo bản năng sờ lên que sắt của mình. Sau khi suy tư liền nghiêm túc nói, bọn họ sẽ không đâu. Lôi đội quét mắt qua que sắt, nhìn không được cười lên, không mở miệng, đi thẳng ra sân. Nhìn qua thân ảnh của Lôi đội, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đi tới nhà bếp, cẩn thận rửa sạch nồi chén bên trong, lại đặt cái bàn ra lau sạch. Sau đó chuẩn bị đặt ba bộ bát đũa ở phía trên. Nhìn một bộ bát đũa thừa ra kia, Hứa Thanh bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Đó là một người vĩnh viễn sẽ không tới. Trong đầu của hắn hiện ra câu trả lời của Lôi đội. Trong trầm mặc, hắn vô thức đặt bộ bát đũa thứ ba ở bên cạnh bộ bát đũa của Lôi đội. Cái ghế cũng là như thế. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa. Sắc trời giờ phút này đã là hoàng hôn, gió thổi tới có chút rét lạnh, trong đó mơ hồ như còn có một chút bông tuyết. Tháng 3 là thời kỳ cuối mùa, đối với phía đông nam Hoàng Châu mà nói, tuy tiết trời phần lớn đã ấm lại, vạn vật khôi phục, nhưng mùa đông giống như vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng còn có thể rắc bông tuyết xuống khắp nơi như muốn nói với vạn vật, nó còn chưa có rời khỏi. Giờ phút này, bông tuyết ở dưới bầu trời tối tăm mờ mịt tung bay, bị gió thổi bay khắp nơi. Tựa như từ trên trời rơi xuống nhân gian, trải ra khắp đại địa, lại bị nhiệt độ
của đại địa hòa tan, thứ cuối cùng có thể thấy chỉ là mặt đất lầy lội, mặc kệ từ đến từ nơi cao quý cỡ nào, mặc kệ bản thân sạch sẽ cỡ nào, nhưng ở bên trong nhân gian chỗ này vẫn phải lăn lộn cùng một với chỗ nước bùn. Dung nhập vào bên trong, tuy hai mà một, cũng không biết là do gió ẩn chứa tuyết khiến cho gió càng lạnh, hay là tuyết xâm nhiễm vào trong gió khiến cho gió càng rét. Giờ phút này gió thổi qua mặt đất, thổi qua trúc viện, Hứa Thanh bỗng thấy có chút lạnh. Tuy là tu sĩ, nhưng sợ hãi với giá lạnh đến từ chỗ sâu trong ký ức tích lũy nhiều năm lại vẫn khiến cho hắn ở trong băng hàn có chút không khỏe. Cho đến khi ở trong gió lạnh, hắn thấy được một đạo thân ảnh tập tễnh từ xa xa đỡ gió tuyết đi tới, đẩy ra cửa sân, một khắc lộ ra thân ảnh. Thanh âm mang theo tiếng cười phá vỡ gió tuyết truyền vào trong sân. Tiểu hài tử, người hôm nay có lộc ăn, nhìn xem ta mua được cái gì. Đây chính là hồng hoa xà, thịt nó có thể nói là tuyệt hảo, đợi lát nữa ta thể hiện tài năng của mình cho ngươi xem. Lôi đội mang theo thi thể một con rắn, cất bước đi nhanh đi vào bếp. Sau khi chú ý tới bên trong nhà bếp sạch sẽ, tới cái bàn bày sẵn cùng với bát đũa, nhất là thấy một chỗ có hai bộ bát đũa gần kế, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cậu Lôi đội nở một nụ cười, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Muốn học làm thịt rắn không? Lôi đội mở miệng. Muốn. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn vô cùng khát vọng đối với tất cả tri thức mà mình không biết, nhất là cách Lôi đội làm thịt rắn ăn thật ngon. Lôi đội nở nụ cười, gọi Hứa Thanh đến bên người, một bên giới thiệu, một bên làm thịt rắn. Con rắn này dựa theo đạo lý phải chặt đầu và đuôi, nhưng những người kia không biết đuôi rắn là nơi bài tiết của nó, cho nên nhất định phải chặt. Nhưng đầu rắn chỉ cần xử lý tốt nọc độc, có thể phát huy hiệu dụng tươi ngon đối với tổng thể tư vị thịt rắn. Lôi đội vừa nói vừa nấu đồ ăn rất là vui vẻ. Hứa Thanh ở bên cũng nghe rất nghiêm túc, nhìn Lôi đội rửa ráy sạch sẽ con rắn, lột da, lấy nội tạng và các vật lẫn lộn, lại băm nó thành từng đoạn để ở một bên. Tiểu hài tử, người phải nhớ kỹ, thịt này vào trong miệng có dư vị hay không, phải xem nước canh. Nói xong, Lôi đội bắt đầu dùng nồi đất nấu canh, trong nước súp còn thả rất nhiều dược liệu vào, cuối cùng xử lý kỹ đầu rắn rồi cũng bị lão ném vào trong đó. Làm xong những thứ này, theo mùi thơm ngát bay ra bốn phía, Hứa Thanh nuốt nước bọt xuống. Lôi đội nhìn thấy bộ dạng của hắn, cười ha ha, trực tiếp lấy ra cái nồi được rửa sạch sẽ, bắt đầu xào thịt rắn. Lập tức theo thanh âm đùng đùng, lốp bốp vang vọng, từng trận mùi thơm nồng nặc mang theo sóng nhiệt đập vào mặt, tràn ngập toàn bộ nhà bếp, đồng thời cũng phiêu tán ra ngoài, giống như xua tan hết tất cả băng hàn, khiến cho trong bụng Hứa Thanh không cách nào khống chế truyền ra thanh âm xì xào. Nhìn thịt rắn cuộn mình, ánh mắt cũng có chút dừng lại. Rất nhanh, theo Lôi đội đốt lửa nấu nướng, thịt rắn được lão xào xong, được vào bên trong nồi đất. Cái nắp vừa hạ xuống, liền quay qua nhìn Hứa Thanh. Học được chưa? Ánh mắt Hứa Thanh nhìn kỹ rồi nói, dùng sức gật đầu. Toàn bộ quá trình hắn đã thấy, cũng cảm thấy không phải là rất khó. Lôi đội mỉm cười rời khỏi nhà bếp. Khi trở lại, trong tay đã cầm hai cái bầu rượu, một cái ném cho Hứa Thanh, một cái tự mình cầm lấy. Sau khi uống xong một cái, liền tán thưởng một tiếng. Trong doanh địa không thiếu thịt, nhưng rượu này vẫn là vật hi hãn. Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu, nhìn chất lỏng đục ngầu bên trong, hắn không say rượu. Nhưng lời Lôi đội nói, vật này là thuộc về vật hi hãn, bên trong xóm nghèo cũng không có, chỉ có nhân vật lớn trong thành mới có khả năng nhấm nháp. Nhưng thấy bộ dạng Lôi đội uống xong liền hiện ra vẻ mặt hưởng thụ, Hứa Thanh do dự đặt ở trên miệng. Sau khi uống liền một ngụm nhíu mày, cảm thấy miệng đầy vị cay nhưng vẫn cố nuốt xuống. Một cỗ lửa nóng trực tiếp từ yết hầu bốc lên, theo thực quản chảy vào trong dạ dày, sau đó mãnh liệt nổ tung, khuếch tán toàn thân, hóa thành một cỗ khí tức tràn vào trong miệng, khiến cho hắn mở to miệng phun ra một ngụm tử khí.
không dễ uống. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, Lôi Đội nghe vậy cười ha ha, chỉ vào Hứa Thanh cười mở miệng: người vẫn là quá nhỏ, không phẩm ra tư vị của rượu, về sau trưởng thành người nhất định sẽ ưa thích. Lôi Đội nói xong, từ trong tay Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu, nhưng bị Hứa Thanh tránh thoát. Ta thử lại lần nữa. Hứa Thanh nghiêm túc nói, lại uống một ngụm. Mặc dù lông mày vẫn nhíu lại, nhưng đã thích ứng được cái vị lạ của nó. Chương 48: Khói lửa nhân gian. Mà thời gian không lâu, sau khi Lôi Đội thiện ý cười nhạo Hứa Thanh uống rượu, thịt rắn chín rồi. Khi lão bưng nồi đất lên, ngay một khắc mở nắp ra, mùi hương trực tiếp khuếch tán, ít hầu Hứa Thanh cũng không tự chủ được giật giật, bỏ bầu rượu xuống. Đợi Lôi Đội kẹp trước một miếng, Hứa Thanh lập tức dùng đũa đâm lấy một miếng, đặt ở trong miệng, nhai từng ngụm lớn. Hắn vẫn như trước, không đổi được thói quen, lúc ăn cái gì đều giống như hổ đói. Cứ như vậy, ở bên ngoài gió tuyết, bên trong nhà bếp, một già một trẻ, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, khung cảnh tràn ngập ấm áp. Nhìn qua tư thế không được tự nhiên của Hứa Thanh, bộ dạng giống như dùng sức cầm chiếc đũa, sâu trong ánh mắt Lôi Đội lộ ra vẻ nhu hòa, đáy lòng thì thào: cuối cùng vẫn là đứa bé, đáng tiếc phải sống trong thế giới tàn khốc này. Giờ phút này, gió tuyết phía ngoài thổi qua, bởi vì kết cấu của căn nhà bếp này có khe hở, cho nên vẫn có gió tuyết chui vào, rơi vào trên người Hứa Thanh. Mặc dù hắn ăn tới mức đầu đầy mồ hôi, nhưng đối với cơn gió lạnh này vẫn còn có chút kháng cự, hơi rụt rụt thân thể. Cử động rất nhỏ này rơi vào trong mắt Lôi Đội, lão như có điều suy nghĩ, không nói gì. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh học theo Lôi Đội, lần nữa uống một khụm rượu lớn, sau khi há mồm phun ra mùi rượu. Hắn nhìn qua lão già đã đưa mình mang ra khỏi thành trì đổ nát ở trước mặt, lại thu xếp chỗ ở cho mình ở đây, bỗng nhiên mở miệng: thương thế của ngươi. Không sao, nhiều năm như vậy cũng chịu đựng được, nào có dễ dàng chết như vậy, không sao. Hứa Thanh trầm mặt. Hắn vốn muốn hỏi một chút Lôi Đội về việc căn cơ bị phế, nhưng nhớ tới một màn trong cấm khu, cuối cùng vẫn không mở miệng. Bữa cơm này ăn thật lâu, cho đến khi Lôi Đội lắc lư bầu rượu trống không trong tay, lão mới đứng lên, trong mắt có chút mông lung, trở về phòng mình. Nhìn qua thân ảnh của lão, Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được trên người Lôi Đội có một loại quá khứ, nhưng hình như theo lần trở về từ cấm khu này đã tiêu tán. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn đứng người lên, dọn dẹp bàn ăn, lại rửa sạch sẽ nồi chén và cất chỉnh tề, xong mới trở lại bên trong căn phòng của chính mình. Ngồi trên ván giường, hắn ngẩng đầu nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, thân thể co rúm lại, lấy ra túi da nhặt được của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh ở bên trong cấm khu. Bên trong mặc dù không có đan dược, nhưng có rất nhiều linh tệ, vật lẫn lộn cũng không ít. Hứa Thanh kiểm tra một phen, cuối cùng lấy ra một cái bao tay màu đen. Cái bao tay này không giống như là bằng da, có chút cảm giác sờ vào kim loại. Sau khi thử nghiệm, Hứa Thanh phát hiện vật này có tính bền dẻo, lực phòng hộ cũng không tầm thường. Vì vậy sau khi mang vào đánh mấy quyền, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lúc này mới tháo xuống, nhắm mắt đã tọa, bắt đầu thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc hừng đông, gió tuyết vẫn như trước hạ xuống, nhưng chậm hơn rất nhiều. Chỉ là cả đêm rét lạnh khiến cho bông tuyết sau khi hạ xuống, rốt cuộc vẫn có thể tồn tại một ít thời gian. Cho nên Hứa Thanh đi ra khỏi phòng, hắn thấy được trên mặt đất đầy vết tích của tuyết. Hứa Thanh nắm thật chặt quần áo, ánh mắt đảo qua chỗ ở của Lôi Đội. Đi ra sân, hắn cảm thấy chính mình có lẽ nên đi làm chút gì đó, ví dụ như mua một chút bạch đan cho Lôi Đội. Vì vậy, sau khi đi ra, Hứa Thanh dẫm ở trên tuyết. Theo âm thanh kẻo kẹt truyền ra, hắn đi thẳng về phía cửa tiệm tạp hóa. Lúc đi ngang qua đoàn xe của Bách Đại Sư, Hứa Thanh nghe được trong lều vải mơ hồ truyền ra tiếng đọc sách của thiếu nam và thiếu nữ. Thanh âm này để cho chân hắn dừng bước lại, hâm mộ nhìn thoáng qua.
chỉ một lát liền thu hồi lại. Hứa Thanh lặng lẽ quay đầu đi về phía tiệm tạp hóa. Đi tới gần, từ xa Hứa Thanh thấy được ngoài tiệm tạp hóa, tiểu cô nương đang dùng sức quét sạch dấu vết của tuyết. Áo nàng có chút đơn bạc, bàn tay nhỏ bé bị cái lạnh làm cho đỏ bừng, trong miệng thở ra từng trận sương mù. Mấy ngày không gặp, tiểu cô nương hình như có chút thích ứng với sinh hoạt ở nơi này. Mặc dù rất mệt à, nhưng quét dọn rất nghiêm túc. Cho dù tuyết vẫn còn ở dưới, nhưng nàng quét đều, duy chỉ có vết sẹo hỉ dung ở trên mặt kia, ở dưới ánh nắng sớm có chút rõ ràng. Khi Hứa Thanh đến gần, tiểu cô nương bỗng phát hiện, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Sau đó ánh mắt nàng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chào buổi sáng nha. Chào buổi sáng. Hứa Thanh có chút không khí thích ứng loại chào hỏi này, nhẹ gật đầu sau nhìn vào bên trong tiệm tạp hóa. Có lẽ bởi vì mới sáng sớm, cũng có lẽ bởi vì thời tiết làm cho trong cửa hàng không ai, chủ quán cũng không có ở đây. Ngươi muốn cái gì ta lấy cho ngươi. Tiểu cô nương cười mở miệng. Bạch Đan. Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe vậy, đặt cây chổi trong tay vào một bên trên vách tường, sau đó mang theo Hứa Thanh đi vào cửa hàng. Nàng chạy đến phía sau quay tìm kiếm, rất nhanh xuất ra mấy cái túi da. Sau khi mở ra nhìn một chút, lại thả trở về. Cho đến một lúc lâu sau, nàng lại lấy ra một cái đưa cho Hứa Thanh. Ông chủ quy định một ngày chỉ có thể bán 5 quả, cho nên không thể bán nhiều. Tiểu cô nương có chút áy náy nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể hiểu được. Sau khi tiếp nhận túi da, liền mở ra kiểm tra, ánh mắt hơi ngưng thực lại. Hắn chú ý tới những viên bạch đan trong túi da này, phẩm chất so với những viên mình mua lúc trước tốt hơn quá nhiều. Thậm chí trong đó có 3 quả không tồn tại một chút màu xanh nào, mơ hồ còn có mùi thuốc nhàn nhạt tràn ra. Lại nghĩ tới động tác lúc trước của tiểu cô nương, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sang. Cũng không có gì, cái này nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, cười mở miệng. Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương thật lâu. Cảm ơn. Chút việc nhỏ không cần cảm ơn, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, ta sợ là cũng không sống đến bây giờ. Tiểu cô nương nụ cười rực rỡ, trong ánh mắt giống như cũng chỉ có vậy. Nói xong, nàng hình như nghĩ tới cái gì, vì đưa Hứa Thanh ra ngoài, vừa thấp giọng mở miệng. Ta nghe ông chủ ngày hôm qua nói, trong khoảng thời gian này, trong danh địa rất nhiều người tuổi còn nhỏ mất tích ở bên trong cấm khu. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của lão, giống như cảm thấy không giống như là do nguy hiểm của cấm khu tạo nên, càng giống như là do người. Người nhớ lưu ý một chút. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ quan tâm. Loại ánh mắt này để cho Hứa Thanh có chút không thích ứng. Hắn lui ra phía sau vài bước, nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ liền rời đi. Cho đến khi ra không xa, Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, nhìn thân ảnh tiểu cô nương tiếp tục quét tuyết ở đó, nhìn vết sẹo trên mặt ở dưới ánh mặt trời kia. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời Lôi Đội nói, khu thần miếu trong cấm khu có một loại đá có thể tiêu trừ vết sẹo. Có cơ hội đi tìm cho nàng một viên vậy. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, quay người rời đi. Thiếu niên đi xa, trên đường đi lộ ra từng dấu chân, gió tuyết ở phía sau hắn càng lớn. Hết tập 6.